Bạn ơi, lấy giùm mình giúp anh đi. À, thật không thể nào tin được. Em đá cho anh thì ấy. Em đá cho anh thì đúng không? Ê, chạy chạy. Đứng lại. Ê. Em ơi, em. Dạ. Cái bé tâm ý gì mà hôm bữa chạy trốn chung với em á, là bạn em đúng không? À, dạ đúng rồi thầy. Có gì không thầy? À, chị ơi. Ủa, con mới về hả? À, có người muốn tìm chị. Ủa, ai kiếm tôi vậy? Ơi, Tâm Ý, Tâm Ý, đứng lại, mẹ nói chuyện với Tâm Ý, Tâm Ý. Hoàn cảnh của em tôi đã biết hết rồi. Bây giờ em có muốn đi học hay không? Dạ, đi học hả thầy? Đúng như vậy. Tôi sẽ giúp em nhập học. Em là một học sinh có năng khiếu đặc biệt về thể thao. Năng khiếu đặc biệt là sao vậy thầy? Lần trước tôi tình cờ phát hiện ra em có khả năng xúc một quả bóng rất là căng. Tôi nghĩ em có tố chất về bóng đá. Bóng đá hả? Nhưng mà đó giờ em đâu có chơi bóng đá đâu. Chị yên tâm đi, mấy cái đó dễ lắm. Chị không biết, em chỉ cái biết liền à. Đúng rồi đó. Hãy tin tôi một lần đi. Học xong tôi sẽ đưa em đi thi. Và tất nhiên là tôi sẽ có điều kiện rất tốt nếu em đồng ý. Điều kiện gì vậy thầy? Chỉ cần em đồng ý thôi. Đó, thì thầy sẽ lo tất cả tiền học phí cho em. Vừa đi học mà vừa có tiền học bổng nữa. Thầy sẽ lo em cái phần tiền học bổng luôn. Là em vừa đi học, không đóng học phí. Cần gì phải đóng? Mà còn nhận học bổng nữa hả thầy? Chắc chắn có học bổng. Dạ. Không cần phải trả lời liền đâu. Khi nào đồng ý thì hãy gọi cho thầy. Thầy về trước đây. Không cần phải tiễn. Thầy về cẩn thận nha thầy. À, em xin lỗi nha. Tại thầy ép quá cho nên là em mới. Nhưng mà em thấy cái lời đề nghị của thầy cũng tốt chứ bộ, đúng không? Đúng rồi đó Tâm Ý. Em quyết định đồng ý là đúng rồi đó. Bởi vì đây là chỉ cơ hội duy nhất thôi. Không có cơ hội thứ hai đâu. Và thầy sẽ lên sẵn một kế hoạch cho em. Chỉ cần năm sau là em thi đấu được rồi. Ngày mai bây giờ mình đi ăn đi. Thầy sẽ nói cụ thể cho em biết. Mai muốn ăn gì? Thịt nướng nha. Dạ, em ăn cái gì cũng được hết đó thầy. Mai gặp. Mấy giờ rồi còn đứng đây mà không chịu vô lớp học? Thầy ơi, em không phải tới đi học đâu thầy. Nói với nhà trường em quên hả? Để thầy nhắc lại cho em nhớ nha. Không phải đâu thầy ơi. Tốc độ lên nào. Tốc độ lên. Thầy ơi. Lần này á là lần đi vi phạm đầu tiên nên tôi phạt nhẹ thôi nha. Lần sau là chết với tôi đó. Thầy ơi. Nhưng mà thầy ơi. Cái gì? Em không phải là học sinh ở đây đâu thầy. Thôi bớt giùm kê đi nha. Cái chiêu này xưa rồi. Lúc trước cũng có học sinh lấy cái lý do này để trốn hình phạt và cuối cùng bị tôi phạt gấp đôi đó. Xưa rồi nha Diễm. Nhưng mà thầy ơi. Cái gì? Không phải. Tập trung đi. Alo tôi nghe ạ. Dạ rồi tôi lên liền ạ. Thôi được rồi. Lần này tôi phạt tới đây thôi. Lần sau á là không xong với tôi đâu nha. Về lớp học đi. Nhưng mà thầy ơi. Chuyện gì? Cho em hỏi lớp 11 B5 ở đâu vậy thầy? Em giỡn với tôi đó hả? Mới phạt chút xíu mà giờ quên cả lớp học luôn rồi hả? Dạ không có. Muốn biết lớp ở đâu đúng không? Lên phòng giám thị kiếm tôi chỉ cho. Ủa thầy, sao thầy không trả lời ở đây? Tôi không thích. Đi về lớp học đi. Thầy tốc độ. Dạ. Ủa mà thầy ơi. Chuyện gì nữa? Phòng giám thị ở đâu vậy? Em giỡn với tôi đó hả? Học sinh bây giờ kỳ lạ thiệt. Nhanh lên, trễ giờ học rồi. Thầy ơi. Đừng có nhây với tôi. Không phải đâu mà thầy. Nghiêm túc giùm tôi cái đi. Thầy. Ê, đi vô lớp. Chị Tâm Ý kìa. Vô lớp nhanh lên. Tôi chỉ còn đây. Không có nhân gì hết. Mọi người tập trung, tới giờ học rồi. Tập trung nhanh lên, tập trung nhanh lên.
ổn định vị trí coi nào. Ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ tổ chức làm cái gì vậy? Vô hàng, trật tự. Ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ tổ chức thi với nhau, coi ai bật xa hơn, ai là người chiến thắng sẽ được cộng điểm vào tháng này. A few moments later. Người của con, tốc độ lên đi Diễm ơi, lẹ lẹ giùm thầy một cái. Còn mình em nhìn tới luôn, nhìn ai vậy? Ờ, dạ không phải, em tên Tâm Ý thầy ơi. Em mới vô lớp mình. Quen không? Nhìn lạ quá. Lạ quá. Tâm Ý hả? Rồi Tâm Ý, bước lên Tâm Ý. Vào vị trí. Chuẩn bị. Cái gì vậy? Kỹ thuật đâu? Định đấm tôi hả? Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời, em xuất sắc quá Diễm ơi. Diễm ơi là Ý ơi. Trời là trời. Thầy không ngờ em có thể nhảy được như vậy luôn đó Ý. Cả lớp chú ý, chúng ta phải noi gương theo bạn Diễm để mà phấn đấu. Noi gương theo bạn Ý để phấn đấu trong học tập cũng như rèn luyện sức khỏe. Lớp trưởng đâu? Hãy ghi tên bạn Diễm vào. Hãy ghi tên bạn Ý vào và nhắc nhở tôi là cộng điểm trong tháng sau. Còn em nè, lần sau đi học mang giày thể thao đàng hoàng hay chưa? Dạ, tại vì... Tại vì thì là gì? Về tháng. Về anh mày ơi. Ghê thiệt đó nha. Xuất sắc luôn. Ê, sẵn ở đây rồi, mình vô canteen. Uống miếng nước, ăn 10 kg. Tôi còn phải giờ làm việc nữa. Thôi mà, ở đây ăn miếng đi chị. Hồi nãy chị nhảy á, chắc là mất sức lắm. Mình ăn bổ sung năng lượng. Đúng rồi đó, đi. Thôi đi, kỹ cái gì nữa, đi. Thôi trễ rồi, tôi về nha. Em ai gặp. Mày ơi, lấy cho mình giúp anh đi. À, thật không thể nào tin được. Em đã cho anh thầy ấy. Em đã cho anh thầy đúng không? Ý, lại chạy. Đứng lại. Ý, Ý, đứng lại Ý ơi. Em đã cho anh đó đúng không? Đứng lại. Đứng lại Ý. Đứng lại cho lại. Ý, Ý. Mẹ gì nhanh dữ vậy trời. Hai, phong trung đơ nô yên. 许下的承诺是永远。